Rồi bây giờ thì mình sẽ đến với lại một cái kỹ thuật là một cái coulisse là kỹ thuật ở cái gam rê giữ lại rê các bạn. Nghĩa là khi mà cái bài hát nó đến cái rê đó mà nó lại đi hai ba ô nhịp mà nó vẫn chưa chịu di chuyển đi chỗ khác, mà ca sĩ người ta đã ngưng ở đó một cái khoảng trống để cho mình có những cái coulisse mình click vào, rồi người ta lại tiếp tục hát ở đó, rồi lúc sau người ta mới lại là về lại la thứ, thì là mình sẽ có cái coulisse ở đó ha. Thì nó cũng giống với câu mi giữ lại mi mà các bạn đã tập rồi á. Cho tôi trong những đêm sầu vương, giờ tránh anh đâu phải để ban đêm, nhưng tại vì em vì hai đứa ta hai cuộc đời như một chung một niềm sâu vào lòng tôi hai người, trong lúc vòng tay em chưa tròn ân ái, nên nhiều đêm thức giấc em lo buồn đơn phương, thương nhau rồi anh thường sợ khi xa anh mất đi người yêu. Không thành vì sao thế em, chắc một mình em hiểu, anh thương bao rằng tình cảnh dù trong gai anh vẫn là anh yêu một đời muôn kiếp, nhưng vì thằng gái lỡ yêu nên sợ thương đau. Như vậy các bạn thấy rằng là ở cái mà rê giữ lại rê đó, thì nó có cái câu là ở giờ chắc anh đâu phải để bắt đền, nhưng tại vì em buồn, là bắt đầu đến cái câu mà nhưng tại vì em buồn là xuống rê. Và ở cái khúc này ca sĩ người ta đã có ngưng một đoạn và các bạn vẫn đang đánh ở rê tiếp, thì ở cái khoảng trống đó các bạn sẽ có một click đó, xong các bạn lại về về rê tiếp, rồi các bạn sẽ tiếp tục hát là vì hai đứa ta hai cuộc đời là một chung một niềm cầu ha. Vào lúc tuổi đôi mươi thì vì hai đứa ta hai cuộc đời như một là lúc đó lên là hứa lại, thì các bạn sẽ thấy ở khúc này nè. Giờ chân anh đâu đâu phải để bận đến, nhưng tại vì em buồn. Ha, các bạn thấy ở khúc đó mình sẽ có cái câu lick như vậy. Giờ chân anh đâu phải để bắn đền, nhưng tại vì em vì hai đứa ta hai cuộc đời như một. Đó, thì lúc đó là các bạn lại vào la thứ lại. Thì ở cái bài này á, là nó có một cái đoạn như vậy, rê giữ lại rê. Thì ở cái câu lick này thì các bạn thấy nó rất là đơn giản thôi. Các bạn này, cái sợi dây bass số 6, các bạn nhìn ha. Sợi dây bass số 6 ha. Xuống dây 5. Cũng dây 5 luôn. Rồi dây 5 luôn. À, mình làm chậm nè. Rồi các bạn đánh bình thường. Đến khi nào về la lại thì các bạn về la lại. Nó đơn giản như vậy thôi. Và cũng như mọi khi những cái câu lick
thì đều sử dụng cho bất cứ bài hát nào mà ở dạng thứ ha. Ở cái dạng là đang đánh ở la thứ thì các bạn sẽ lick những câu như vậy. Rồi các bạn để ý ha, khi mà mình dạo ha, tập guitar buổi sáng rất là tốt, tại vì lúc này cái cơ thể mình nó mới nghỉ ngơi xong rồi tiếp thu rất là nhanh ha. Rồi thì các bạn biết rằng cái cách dạo mà của la thứ á, cái cách dạo của la thứ là như vậy. Thì khi mà rê thì các bạn sẽ có một cái bài tập dạo của rê như sau. Rê thì là dạo như vậy. Thì cái cách dạo của rê á, là các bạn phải tập dạo những cái cách dạo này. Những tay chơi đàn hay á, đều tập hết, tại vì là nó sẽ tập cho các bạn cảm âm về cái gam và các bạn thuộc được cái vòng hòa âm của cái gam đó các bạn đang đánh. Ví dụ như khi các bạn đánh rê thì các bạn phải hiểu rằng vòng hòa âm của rê nó gồm có những cái gì. Thì rê thứ các bạn chuyển qua son, các bạn qua đô, lên pha, qua si giáng, về lại son, về la bảy hoặc là la chưởng, về lại rê thứ là hết một cái vòng của nó. Thì khi các bạn đi cái vòng này á, cái tay phải các bạn đánh như thế nào không quan trọng, quan trọng là các bạn đi đủ gam, và nếu mà các bạn đi được những cái nốt bass của nó vào thì tốt ha. Và các bạn cố gắng tập để thành một cái thói quen là khi mà qua son các bạn đá rê 7 trước. Là qua son ha. Thì khi bắt đầu từ son này, các bạn đánh sao cũng được hết đó. Các bạn đánh về đô lên pha xong các bạn xuống si giáng qua son lại xong lại về là 7 rồi về ha. Thì tiếp tục thì nó sẽ như sau. Ở cái son này thì các bạn tập một cái cú này, tập để thành thói quen, để son này các bạn sử dụng rất là nhiều. Các bạn sẽ sử dụng trong cả rê thứ lẫn la thứ đều sử dụng. Nhưng mà khi đó khi đánh các bạn tay các bạn sẽ rất là lẹ. Thì cái ở cái cách đánh này thì các bạn nhìn giùm mình ha. Rồi các bạn bấm như số 6 xuống như 5 xuống như 4 về lá 7 rồi về lại rê thứ, rồi như vậy thôi. Thì khi các bạn sử dụng cái cách dạo như vậy là các bạn tập nó nhuyễn rồi, thì sau này là các bạn sẽ thuộc cái vòng đó của cái rê thứ thì nó là như vậy. Rồi khi các bạn vừa kẹt capo thì các bạn bấm vào đây, các bạn chẳng biết là cái âm thanh nó như thế nào để các bạn bắt được cái giọng hát vào cho nó chính xác, thì các bạn vẫn phải dạo 3 gam. Làm biến thì dạo 3 gam thôi, không cần dạo hết.
Yêu mà chi khi nước mắt không còn, tâm hồn như câu hoài và buồn như đại dương. Đã từng đến những tràn đầy tìm thức lời ru ngọt của đoạn đường, nhưng mà sao vẫn thấy nhớ nhung nhiều. Những lần cười gió sang buồn buồn làm chị đi bờ môi, tìm bão khuya anh đèn mờ nhạt thoáng thành phố gầy con mình tuổi. Đam mê ơi tha thứ cho người, từ nay giữa cuộc đời thì đường ai nấy đi, rồi một ngày mai trên đường thiên lý nếu gặp người xin hãy quên những gì đã quên. Xây thiên thần cho lòng mình trên một lần, vì còn đâu mà mơ bảo rằng không trong ngàn lần cũng không đừng nhắc lại nữa thêm buồn. Bảo rằng không trong ngàn lần cũng không đừng nhắc lại nữa người ơi. Thì các bạn thấy đó là lúc nãy mình sử dụng cái click vào để vào cái điệp khúc á. Thì cái click này là chính là cái click số 3 ha. Các bạn đã nhìn thấy rồi và các cách nó vào là như vậy. Thì cái bài đam mê này thì để mình xem nó có những cái đoạn nào để thực ra nó cũng không, nó của bài cái bài này nó cũng đơn giản. Nó cũng không có cái đoạn nào gọi là đoạn phức tạp hết.